cậu chẳng kém ai, đã giỏi cung kiếm lại tài cả năm tư. đi săn xuống đồ thì đồ nhiều lần một số cũng phải ra chị mình cũng với lại bạn dùng bảo ăn ăn đậu hàng lấy quá đông quá chúng đầu là hơi to bạn chết luôn. Sáng cô bé chào mừng lễ hội Đền Đức Tiên Bà, thôn Rót, xã Vinh, huyện Triều Đình, Ninh nhân dịp lễ hội truyền thống hàng năm. Các bạn đang thưởng thức tiết mục cậu bé Hát văn hầu đồng trong buổi tối liên hoan văn nghệ lần thứ 2 các bạn, đêm thứ 2 các bạn nhá. Sao đẹp quá đây anh ơi. Con rồi chia tay bạn đến đây, ngồi trên đôi cao cầu thương anh đồng. Đến đêm đến cầu ơi đừng nhé. Chúng con mong chờ cầu từng giờ đợi giây. Chúng con mong chờ cầu hoàng lại về đây. Chúng con mong chờ cầu hoàng sớm về. Chúng con mong chờ cầu hoàng sớm về đây. Tiệc đã hơn rồi chia tay cầu hoàng ơi, ngồi trên ngôi cao cầu thương anh đời. Cầu thương cùng quan cầu hoàng lần chân bản diện. Cầu thương ta hồi đồng tài cầu lại ba cầu hoàng ơi đến hẹn lại em. Chúng con mong chờ cầu từng giờ đứng dây. Chúng con mong chờ cầu hoàng sớm về đây. Chúng con mong chờ đón suốt đời này. Chờ chúng con. Chán rồi. Wow, tuyệt vời. Người đã cười. Buồn văn con mãi còn thương nhớ cậu ơi. Tháng ba tiệc cha, tháng ba tiệc mẹ cậu hoàng ơi. Nhớ về áo văn con chờ con em nhìn nhắn sâu. Tháng văn con chờ tháng sau cậu về. Ba chén rượu đào giúp cầu về sớm tâm. Để câu hát vẫn nguyên trong lòng. Cùng chia xa hãy chờ anh đời. Mãi xa xôi những năm cầu hoàng ơi. Mãi xa xôi những năm cầu hoàng ơi. Hiệp vẫn chưa tàn không dân cầu vui. Rượu uống không say cầu say cầu quán một tháng ba tiệc người cha tháng năm say vui gần xa tiệc đã rồi rước cầu về nhà cửa xa 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 nhà cửa phi về nhà cầu về cầu. Tuyệt vời. Ở đây sẽ là tiết mục hot nhất trên chương trình ngày hôm nay các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ thưởng thức chương trình múa sạp nhá. Quý vị ơi, quý vị ơi, các bạn ơi, chương trình nhảy sạp bắt đầu đây ngay tại bây giờ các bạn. Vẫn còn nhiều đúng không ạ? Đã sẵn sàng để tiếp tục không ạ? Chưa bao giờ thấy năng lượng nhiều như thế này. Và quý vị thân mến, thời gian có thể là vàng là bạc, thế nhưng khoảnh khắc vừa rồi theo Huyền biết có thể nó là kim cương và hơn là vô giá đúng không ạ? Và những giá hầu vừa rồi cũng là có thể thấy được đây là bằng chứng của những tháng ngày tươi đẹp, là thành quả của công sức luyện rèn, và hơn thế nữa là sự nhận thức sâu sắc về việc giữ gìn và phát triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp. Và Huyền tin chắc rằng quê hương Thôn Rót của chúng ta đang làm rất tốt điều đó, bởi có lẽ nó hiện lên người dạng người ở trên khuôn mặt của quý vị khán giả. Xin một lần nữa xin được cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới dàn hát văn, tới những cô thanh đồng tiếp, những cô thanh đồng trên sân khấu. Và một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Vâng. Các bạn đừng chụp tiếp chương trình nha, chúng ta đã đến với nhảy sạp ngay bây giờ. Đây là tiết mục cuối cùng trong chương trình lễ hội truyền thống Đức Tiên Bà đêm thứ hai các bạn nhé. Các bạn hãy tiếp tục đăng ký kênh để ủng hộ cho Jin để tiếp tục các bạn những chương trình mới nhất như này, như này các bạn nhé. Cũng biết tiết mục chúng ta tiếp theo là gì đúng không ạ? Vâng, xin kính thưa quý vị, nhảy sạp là một phần cốt để thiếu trong văn hóa của người Việt Nam, thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn và tinh thần đoàn kết. Và tiếp theo chương trình mời quý vị đến với sân chơi của niềm vui chung, nơi sân khấu là hoạt động của tất cả chúng ta. Tiết mục nhảy sạp đầy sôi động và hấp dẫn. Và nếu như chúng ta muốn thì xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta có thể nhanh chóng di chuyển lên sân khấu để nhảy sạp cùng với tất cả mọi người trên này, có được không ạ? Mời tất cả các em thiếu nhi chúng ta hãy lên sân khấu đi ạ. Mời tất cả bà con nhân dân chúng ta cùng lên sân khấu để giao lưu với đội văn nghệ không ạ? bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Các bạn vừa thưởng thức chương trình lễ hội mừng lễ hội truyền thống đền Thánh Đức Tiên Bà, thôn Rót, xã Minh, huyện Trực, tỉnh Nam Định. Các bạn vừa thưởng thức chương trình nghệ thuật đêm thứ hai năm 2024 trong kỳ các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy tiếp tục đăng ký kênh để ủng hộ để tiếp tục hưởng thụ những chương trình mới nhất về nghệ thuật cũng như du lịch về lễ hội của mình trên kênh các bạn nhé. Hẹn lại với các bạn trong những chương trình lần sau. Kính thưa quý vị thân mến, với lòng hăng say, nhiệt tình của mình, các nghệ sĩ không chuyên của địa phương đã tích cực rèn luyện để ngày hôm nay mang đến cho chúng ta những lời ca, tiếng hát tràn chứa tình yêu quê hương đất nước. Và nhảy sạp vừa rồi giao lưu cùng với khán giả cũng đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống kệ Đức Thánh Tiên Bà Giáp Thìn năm 2024 của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các cụ cao niên, các vị khách thập phương xa gần cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Rót đã đến thưởng thức. Tuyệt vời nhá, tuyệt vời, hôm nay chương trình tuyệt vời. Dạ bạn, chúng ta cũng chia tay trong đêm đêm thứ hai ngày hôm nay nha. Các bạn đừng quên ngày mai mình sẽ truyền tải với các bạn trực tiếp lễ dứt kiệu chính hội lễ hội truyền thống đền Thánh Đức Tiên Bà, thôn Rót, xã Minh, huyện Trực, tỉnh Nam Định, năm kỷ niệm 100 năm ngày triều đình nhà Nguyễn phong thần sắc cho đền Thánh Đức Tiên Bà các bạn nhé, năm 1924 đến năm 2024 các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và tiếp tục ủng hộ cho GNT để tiếp tục thưởng ngoạn những chương trình nghệ thuật đặc sắc hay là du lịch và lễ hội như thế này các bạn nhé. Hẹn lại với bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào. Các bạn hẹn gặp lại vì các bạn trong sáng ngày mai nhá. Mình sẽ truyền tải trực tiếp với các bạn lễ dứt kiệu chính hội.